Chương một. Khổ tu đường, kiếp trước kiếp này. Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Gió thu rì rào. Mênh mông cự mãn dãy núi, phương viên mấy ngàn dặm, mảnh thú độc trùng, ẩn hiện vô tung. Căn cứ nghe đồn, cự mãn dãy núi có hung tàn dị thú ăn người, cho nên, cho dù là cường tráng nhất thanh niên trai tráng hán tử, đều sẽ không dễ dàng địa đến dãy núi chỗ sâu hành tẩu, chỉ có tu huyền huyền giả mới dám đi vào mảnh này nguy hiểm cùng Kỳ Ngộ cùng tồn tại dãy núi. Một nhóm 12 người, tại cự mãn dãy núi trung đoạn, chậm rãi đi về phía trước. Những người này trên cơ bản đều mặc trang phục, nhiều nhất hất lên đỉnh đầu che gió che mưa mũ rộng vành. Lạnh xuống gió thu thổi trên người bọn hắn, lại giống như không cách nào làm cho bọn hắn cảm nhận được một chút cảm giác mát mẻ. Sắc trời nhanh đến muộn a. Đội ngũ gần phía trước trong hai người một cái vóc người cao cường tráng người lấy xuống mũ rộng vành, ngửa đầu nhìn xem nói. Người này khuôn mặt có thoát không đi ngây thơ, làn da mặc dù có chút đen nhánh, nhưng da thịt chặt chẽ, là người thiếu niên bộ dáng. Ừm, là nên nghỉ ngơi một chút. Căn cứ địa đồ, phía trước có một tòa tiểu sơn cốc, mọi người đến bên trong ở qua đêm đi. Người đầu tiên cũng tháo xuống mũ rộng vành, lộ ra một trương trải qua sóng gió trung niên hán tử gương mặt. Đằng sau đi theo 10 người, Im lặng không lên tiếng đi theo trung niên hán tử, cùng một chỗ đến phía trước trong sơn cốc, mọi người lấy súng mũ rộng vành, đem trên lưng túi da buông xuống, liền nhau nhau đặt mông ngồi trên mặt đất. Không giống bình thường chính là, những người này lấy súng mũ rộng vành về sau liền thấy được rõ ràng. Ngoại trừ cái thứ nhất hán tử là trung niên nhân, cái khác 11 người, đều tướng mạo non nớt, ước chừng 14-15 tuổi niên kỷ, giống người lúc đầu đen nhánh cao cường tráng thiếu niên tương tự. Phế vật tới cho ta đấm chân. Làn da ngâm đen thiếu niên vừa ngồi xuống đất, tự trầm giọng quát. Ha ha, lục tùng ngươi tốt biết hưởng thụ, cái thứ nhất bắt tiểu tử này xui xẻo, ta đều chậm ngươi một bước. Khác một thiếu niên hắc hắc cười không ngừng, ta nói phế vật, ngươi cho lục tùng đấm chân xong, liền lăn tới, ta chân cũng đau. Cái cuối cùng thiếu niên, gương mặt cùng thiếu niên khác so ra, thoảng qua có chút tái nhợt, lộ ra một cổ dinh dưỡng không đầy đủ một đường lưng đeo nặng nề túi da, hắn có thể kiên trì đến nơi đây đã là không dễ. Được rồi, được rồi, trung niên nhân khoát khoát tay nói nói, nhóm lửa tìm nước Việt, đều muốn người khô, các ngươi cũng đừng sai sự hắn. Dầu gì, hắn cũng là thiếu gia, lâm uyên hứa thì danh vọng, cũng không phải nói đùa. Hứ, thiếu gia. Thiếu gia có thế cùng chúng ta những này tán hộ đồng dạng, khổ thân đi khổ tu lộ. Lục Tùng khinh thường hừ nói, cái này hứa dương, liền xem như hứa thì con em, đó cũng là có thụ xa lánh người xa cơ thất thế, không liên quan bàn chi. Kia sắc mặt tái nhật thiếu niên, chính là hứa dương. Hắn một mực cúi đầu, người khác đều nhìn không thấy nét mặt của hắn. Thất thần làm gì, còn không đi tìm nước. Lục Tùng dơ chân nói, hứa dương giữ im lặng, quay người rời đi. Không biết tại sao, kia hứa dương, từ khi hôm qua không hiểu té xỉu về sau, tự trở nên ngon ngoe ngốc ngốc thay đổi tăng rất nhiều. Lục Tùng theo túi da bên trong lấy ra cơm nắm, ăn như hổ đói. Còn không phải bị ngươi đánh choáng, mười quân trọng nắm đấm, tự cái kia thân thể, có thể còn sống sót cũng là kỳ tích. Khác một thiếu niên, màu da thoáng có chút trắng nõn, khuôn mặt thanh tú, cười hắc hắc nói. Lưu Tử Sơn, đừng có giả tạo, ngươi đập hắn cũng không ít. Lục Tùng khẽ nói. Đi đến sơn cốc bên ngoài tái nhật thiếu niên, dần dần đứng thẳng người lên. Khổ tu lộ, Lâm Nguyên Hứa Thị, Đồng Lai Quốc, tên là Hứa Dương thiếu niên vuốt vuốt mi tâm, tự lẩm bẩm, nguyên lai là dạng này. Thiếu niên tên là Hứa Dương, nhưng lại không phải Lâm Nguyên thành Hứa Thị cái kia Hứa Dương. Lúc trước cái kia Hứa Dương, tại hôm qua nói tự bị người đánh tàn bạo, hồn phi phách tán. Hiện tại nhập vào thân đến Hứa Dương trên người, là một cái đến từ vạn năm về sau linh hồn, tên của hắn gọi giống vậy. Hứa Dương. Hôm qua thành công nhập vào thân về sau, Hứa Dương một mực tại tiêu hóa lúc trước cái kia Hứa Dương linh hồn ký ức, một ngày này đến, tổng lộ ra mê mẩn trừng trừng, phản ứng trì độn. Thẳng đến vừa rồi một khắc này, hắn mới đưa tất cả ký ức dung hội hợp nhất, khôi phục nguyên bản thần trí. Ta là làm sao tới được nơi này? Hứa Dương thì thào tự hỏi, lại không có đầu mối. Nhưng sự chú ý của hắn rất nhanh liền không trong vấn đề này. So với bên trên một vấn đề, huyền khí, đây mới là trọng điểm a, làm cho người mê say, nồng đậm đến làm cho người phẫn nộ huyền khí. Đây chính là vạn năm trước đó Thiên Huyền Đại Lục sao? Quả nhiên, căn cứ cổ tịch ghi chép, vạn năm trước đó, thiên địa huyền năng vô cùng tràn đầy, một ít thần địa, thậm chí có Ngọc Thanh Huyền Khí, Thái Thanh Huyền Khí dạng này trong truyền thuyết tu luyện bảo năng. Hiện tại liền để ta chỉnh lý một chút cái thân phận này hiện trạng đi quốc gia này tên là đông lai quốc hẳn là một cái tiểu quốc bất quá căn cứ cổ tịch ghi chép cho dù là tiểu quốc kẻ thống trị cũng là huyền vương cảnh giới cao thủ thật không hổ là thời đại hoàng kim huyền sĩ văn minh đỉnh phong tại vạn năm về sau thiên địa huyền năng khô kiệt đã không cách nào sinh ra huyền vương cảnh giới cao thủ thời đại kia các loại thần công bí điển đã không người hỏi thăm bởi vì tu luyện những này thần công bí thuật, đều cần khổng lồ huyền khí, mà vạn năm sau thiên địa, gần như đã không có huyền khí tồn tại. Cơ sở họ dẫn khí pháp môn, trải qua một đời lại một đời thiên tài huyền sĩ bọn họ sửa chữa, hấp thu thiên địa huyền khí hiệu suất càng ngày càng cao. Không có cách, muốn theo khô kiệt trong thiên địa, ép kia còn sót lại một tơ một hào huyền năng, cực kỳ không dễ. Lâm Nguyên hứa thị, Lâm Nguyên thành một trong tam đại gia tộc gia chủ hứa lão gia tử, đã là huyền tông cảnh giới, một phương tông sư cấp nhân vật. Ta chiếm cứ cái này, hứa dương, liền là hứa lão gia tử tôn bối phận, bất quá, có vẻ như ở gia tộc rất không được chào đón. Dù sao cũng là đoạt xá trùng sinh, ký ức không hoàn chỉnh cũng là bình thường. Vì cái gì hắn cái này tôn bối phận, không có cái khác con em hậu đại đại ngộ, hứa dương không được biết, bất quá phải cùng cha mẹ của hắn có chút quan hệ. Trọng yếu nhất, là cổ thân thể này trạng thái. Thực sự quá kém. Hứa dương nhíu mày, cổ thân thể này, vẻn vẹn huyền đồ sơ kỳ tu vi, vừa mới mở ra tinh hải không lâu, không có bất kỳ cái gì luyện thể trình tự, có thế có hai ba quân lực lượng, tự cảm ơn trời đất. Phải biết hậu thế huyền khí tu luyện không dễ, huyền sĩ bọn họ đối với thân thể lực lượng yêu cầu càng ngày càng cao, các loại rèn luyện thân thể pháp môn tầng tầng lớp lớp, chỉ chịu giới hạn trong huyền năng thiếu thốn thiên tài địa bảo cũng đồng dạng thiếu thốn, đại bộ phận pháp môn rất khó thay đổi áp dụng mà thôi. Huyền đồ sơ kỳ, nhục thể lực lượng phải có 7 quân lực. Huyền đồ đỉnh phong, muốn đạt tới rộng rã 30 quân lực, mới tính ưu tú. Quân, là thiên huyền đại lục đo đạt huyền giả nhục thể lực lượng tiêu chuẩn, một quân đại biểu 30 cân. Nói cách khác, hiện tại hứa dương cổ thân thể này, nhiều nhất không cao hơn trăm cân lực lượng, so với một chút thân thể cường tráng người bình thường đều hơi có không bằng. Bất quá hiện tại dù sao cũng là vạn năm trước đó, không trọng luyện thể. Mấy cái kia ngang ngược tán hộ con em, phần lớn là huyền đồ hậu kỳ tu vi, nhục thể lực lượng cũng chỉ là mười quân thôi. Hứa Dương âm thầm suy nghĩ, vạn năm về sau hắn một thân một mình, không ràng buộc, mỗi nói liền là tại nói dần dần trách nát lau nhà sơn, rất là thanh nhàn. Trong lòng của hắn nhất là hướng tới chính là cái này vạn năm trước đó thời đại hoàng kim. Chỉ chịu khốn tại thiên địa huyền năng khuyết thiếu, chỉ có ông vô số thần công bí kỹ than thở mà thôi. Tại một lần thông lệ lâu nhà bên trong, hứa dương bò lên trên cao bậc thang, cho tượng tổ sư thanh xám thời điểm, trong lúc vô tình ngã xuống đập bể tổ sư tượng thánh, lại tại trong đó phát hiện một tòa không phải vàng không phải ngọc kỳ diệu tiểu tháp. Ngay tại hắn sợ hãi thời điểm, tiểu tháp lại thả ra vô tận kim mang, sau đó hắn, chính là mắt tối sầm lại, bất tỉnh nhân sự. Tỉnh lại lần nữa về sau, Hứa Dương liền phát hiện mình đã đi tới vạn năm trước đó, nhập thân vào một cái gọi giống vậy làm Hứa Dương trên người thiếu niên. Đã thiên tội nhân nguyện, vậy ta Hứa Dương, liền thề không cô phụ mảnh này thương thiên. Hứa Dương tâm thần khuấy động, cả đời này ta muốn trèo lên huyền sĩ đỉnh phong, làm nhân vật trong truyền thuyết, cánh tay ông viết nguyệt, tay hái sao trời, oanh quanh liệt liệt. Hứa dương chậm rãi nhắm mắt nội thị, phát giác cổ thân thể này, còn có không ít máu ứ động ám thương, hẳn là đều xuất từ mấy cái kia tán hộ con em chỗ. Gọi là tán hộ, liền là có tư chất tu luyện huyền sĩ, chỉ bất quá gia tộc lực lượng cũng không mạnh, cũng không đủ tài nguyên đến vung trồng. Những này tán hộ, phần lớn xuất từ nhà khá giả, áo cơm ngược lại là không lo, chỉ bất quá cung cấp nuôi dưỡng huyền sĩ, cũng có chút lực bất tòng tâm. Cung cấp nuôi dưỡng một cái huyền sĩ, liền là dưỡng một đầu nuốt vàng cự thú. Mua sắm pháp quyết tu luyện muốn tiền, mua sắm linh thảo đang dược muốn tiền, mua sắm tiện tay vũ khí muốn tiền, huyền thạch muốn tiền, bái nhập đạo trường muốn tiền. Cũng chính là tán hộ con em đến đi khổ tu lộ, tranh thủ đánh xuống tấn cấp huyền sĩ căn cơ, đại hộ nhân gia con em, tọa trong nhà, liền có đang dược, ăn bổ, huyền thạch, vũ khí, tấn cấp huyền sĩ, so tán hộ con em đi khổ tu lộ dễ dàng không biết gấp bao nhiêu lần. Bởi vậy, hứa dương cái này cái gọi là con em đại gia tộc, liền tại chi này khổ tu lộ trong đội ngũ có thù xa lánh, lại thêm thực lực nhỏ yếu, càng là khắp nơi bị ức hiếp, bị đánh là chuyện thường ngày. Hiện tại hứa dương, đã không phải là lúc trước hứa dương, lúc trước chịu cực khổ dày vò, ta muốn một chút xíu trả thù lại. Hứa dương gần đây tiêu hóa ký ức, phần lớn là bị đánh đập đau đớn đoạn ngắn, hận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. À, đây là cái gì? Hứa dương nội thị đến tinh hải chỗ, đột nhiên nhìn thấy dị trạng, không khỏi kinh hải. Tinh hải, ở vào huyền sĩ dưới rốn ba tấc, biệt danh nội hải, khí hải, là một cái huyền giả căn cơ. Bình thường huyền độ tinh hải, không có vật gì, chỉ có nhàn nhạt sương mụ quanh quẩn. Nhưng hứa dương ở bên trong xem thời điểm, rõ ràng nhìn thấy một tòa không phải vàng không phải ngọc tiểu tháp, tại tinh hải bên trong lúc chìm lúc nổi. Đây là tổ sư tượng thánh bên trong cất dấu, tòa kia nhiễm lên ta tiên huyết tiểu tháp. Hứa dương tín niệm như ti chớp, có lẽ. Ta có thể đi vào cái này vạn năm trước đó, chính là cái này tiểu tháp công lao. Hứa dương tâm thần toàn bộ quán chú tại cái này tiểu tháp phía trên, tiểu tháp thấp nhất một tầng, bản hiệu vị trí, mơ mơ hồ hồ dường như có chữ viết. Hứa dương nhìn không rõ ràng, càng phải nhìn kỹ thời điểm, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, bị một cổ cường tuyệt hấp lực trực tiếp đem tâm thần hút vào tiểu tháp bên trong. Trong sơn cốc, phế vật kia thiếu gia, hiện tại làm sao vẫn chưa trở lại, hẳn là ngứa da hay sao? Đen nhánh cao cường tráng thiếu niên lục tùng cao mày nói. Có lẽ là bị mảnh thú nuốt ăn, vùng này đã là cự mãn dãy núi trung đoạn, xuất hiện mảnh thú chẳng có gì lạ. Từ trước đến nay hắn đáp lời Lưu Tử Sơn cười hắc hắc nói. Đỗ Minh. Người đi xem một chút tiểu tử kia có phải hay không bị mảnh thú ăn, vẫn chưa trở lại. Lục Tùng giống như tại phân phó hạ nhân. Tên là Đỗ Minh Thiếu Niên, có chút không tình nguyện đứng dậy, đáp ứng một tiếng, hướng cốc bên ngoài đi đến, vừa đi đường một bên hừ hừ nói. Cái này lười biến dở thủ đoạn phế vật, chờ ta tìm tới hắn, nhất định ra sức đánh một trận. Cẩn thận một chút, không nên đánh chết rồi. Lục Tùng chép miệng một cái nói nghe trọn bộ tại mê audio com link trực tiếp ở phần mô tả